Sao xong môi vô thế là mọi người sau bao nhiêu cố gắng để nhóm than trên một cái lò để ướp cuối cùng đã hơn người anh đạm chú bộ gì em giống cá không trời kệ em chị đã cá rồi đấy. Chào mọi người đã đến với kênh của Đi Bộ Không thì mình là Nghi Đi Bộ. Hôm nay như đã hứa mình sẽ hướng dẫn mọi người nấu chén tương đặc sản Ninh Thuận ở cái làng Mùa Diêm. Thì để mà làm những cái món này thì cái nguyên liệu của nó rất là dễ. Con gái mình vệ sinh thì cái nguyên liệu của nó rất là dễ, nó sẽ gồm có mắm ruốc. Đây chính là mắm ruốc. Thì nếu như mà cái này là tụi mình mua mắm ruốc chưa pha xong rồi về tụi mình pha lại với công thức là một ít tỏi, một ít sả, một ít ớt và mình gia vị cho nó vừa phải tùy theo cái khẩu vị ăn của mỗi người mà mình sẽ làm lên một cái hỗn hợp như thế này mọi người thấy không. Đây thì xong các phần mắm ruốc thì đến tương. Tương thì mình rất là recommend cho mấy bạn dùng tương Cholimix thì mình cảm thấy nó an toàn. Còn cái này là hỗn hợp gồm bơ và dầu, mình hòa vào nó cho nó thơm thơm á. Xong rồi đây là trứng và ớt sa tế. Thì đó là những cái này là mắm mi, cái này là hỗn hợp mắm mi. Thì cái hỗn hợp này sẽ gồm đúng gì nhung cái này ơi chị nhung ta hồi nó biết cái này mình bổ sung sau nha. Thì cái này là hỗn hợp mắm mi, mình nghĩ là nó có chanh, có đường rồi mới vậy đâu. Hỗn hợp mắm mi thì kêu mình gọi như vậy nhưng mà thời buổi cái dịch Covid này nó khó quá cho nên là mình xài chanh đỡ mía. Và không thể thiếu đó chính là bánh chén. Ở ngoài quê mình á thì dùng bánh chén bột gạo thì cái bánh chén nó sẽ rất là dày, mình nướng lên nó thì nó sẽ giòn ngon lắm chứ. Còn cái này á để mà nướng được á mình cần phải có nước, mình làm cho nó ướt chút để cho nó khỏi cong queo á mọi người. Và hành lá mình cắt nhỏ. Đây là bắp sú, trong này thì chắc mọi người sẽ kêu đó là bắp cải nhưng mà ở ngoài mình kêu là bắp sú nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ làm thử cho mọi người xem một chiếc bánh chén tương nó sẽ như thế nào. Có thể nào đổi cho mình một cái bánh chén nguyên vẹn hơn một tí không ạ? Nó khá là rách nát. Mình cảm ơn rất là nhiều một chiếc bánh nguyên vẹn hơn. Thì bây giờ mình sẽ thử cho mấy bạn coi tay của mình đã rửa sạch rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm cho nó ướt sơ sơ trước, xong rồi mình rửa cái mặt nó lại. Thì bây giờ mình sẽ bỏ trứng lên trước. Biết tại sao mình bỏ trứng lên trước không? Tại mình thích vậy. Mấy bạn hoàn toàn có thể, nói chung là nó không cần theo thứ tự đâu. Bây giờ mình sẽ cho một ít dầu lên và mắm ruốc ít thôi nha mọi người, nhiều quá nó sẽ mặn. Một chấm đũa thôi, mỗi thứ một chấm đũa thôi. Đấy, bao nhiêu đấy rồi. Xin lỗi nha, tại vì nhà mình đó con mình đã làm hư hết đồ rồi, bây giờ mình xài mình phải xài trong việc chết rồi. Bây giờ mình để mình bỏ ít sa tế vào cho nó ngon. Thì bây giờ mình sẽ quất nó ra. Mình phải nhanh tay nha, nếu không là nó sẽ nhão bánh chén á. Như mấy cô ở ngoài hàng á, mình phải nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Mình quất nó như thế này nè. Cameraman làm ơn focus vô bánh chén giùm nha. Đây mọi người có thể thấy nè, thấy không? Nó nhão rồi chưa gì hết, mình nhão rồi nè, thấy chưa? Đó. Ủa cái gì đây? À thì đây là thịt kho tàu mà cô bé Bình Dương Lê Thị Hồng Nhung đã làm. Lê Thị Hồng Nhung rất là nghiệm từ cô bé Bình Dương. Thì bây giờ mình sẽ dán hai cái bánh chén lại nhau á mọi người, làm cho nó ướt đi xong rồi mình dán hai cái bánh chén lại nhau thì cái bánh chén của mình nó sẽ dày hơn và nướng nó sẽ ngon hơn. Hay mọi người phải nhanh cái tay lẹ chân lên chứ không là nó cháy bánh chén nha. Trời ơi ướt thì mọi người có thể ngửi được cái mùi của nó thơm. Mọi người hoàn toàn có thể làm nó ở nhà luôn nha, tại vì nguyên liệu nó rất là đơn giản. Mọi người có thể tự tìm mua, nó không có cái gì khó khăn hết á. Nguyên liệu chỉ cần mắm ruốc nè, mắm ruốc có thể mua pha sẵn đó các bạn người. Và tương ớt thì không cần phải làm gì cả. Có thêm mắm me cho nó đặc biệt nó không, mình có thể nướng không cũng được, ngon lắm. Thì một chiếc bánh chén tương như thế này ở ngoài mình bán là từ 3-4 ngàn thôi, nhưng mà không biết bây giờ là nó đã lên giá chưa. Hồi trước mình lúc mình còn học cấp 2, cấp 3 á, mà ăn một cái bánh chén
không trứng nha, là một bánh chén như thế này nè, không có trứng thì giá của nó là 3.000, chỉ có 3.000 thôi, có trứng vô thì 4.000, 5.000 tùy. Chết rồi, lửa bự quá đi cháy mà. Đó, làm cái này là nơi nơi lửa nó nhỏ xíu nha mấy bạn, chứ không để nó cháy á. Nhưng mà làm sao cái hơi ăn hơi quá thì nó cũng hơi. Đây, đây là một cái bánh chén hoàn chỉnh nha mọi người. Mọi người thấy cái màu của nó đẹp không? Tính ra là mình không tính làm đâu nha, nhưng mà do khách của mình yêu cầu nhiều quá. Khách của mình yêu cầu, khách ở mình ở cái căn 381 Thống Nhất Gò Vấp này yêu cầu làm bánh chén nhiều quá, cho nên là mình phải mở cái quầy bánh chén ngày hôm nay đó mọi người. Chứ bây giờ thời tiết không tốt thì cái nguyên liệu này cái mình cũng lừa, xong rồi sẵn tiền mình làm vlog cho mọi người coi. Thì nói chung là vậy đó, nó đơn giản đó mọi người, có thể hoàn toàn có thể làm tại nhà nha mọi người, thấy không, thấy ngon không, trời ơi hết sảy luôn á. Xong rồi mua thêm dĩa trứng cút nữa, bỏ lên nướng lòng đào chu che nữa để đây mọi người, để đây mọi người nướng từ 1 đến 2 phút là nó vừa vừa chín tới. Xin cái mọi người trộn những cái gia vị này lại với nhau nè mọi người, mắm ruốc nè, tương ớt nè, mắm me nè, sa tế này, mọi người trộn cái hỗn hợp này lại, nó sẽ ra một cái loại gia vị rất là ok để mà mình ăn với cái trứng. Thì cái trứng lòng đào nó ăn nó sẽ rất là tuyệt vời. Chưa gì mình để nó miếng luôn á. Thì bây giờ mình sẽ nướng xong rồi thì bây giờ mình sẽ đợi xíu. Mình nướng xong rồi thì bây giờ mình sẽ cắt ra. Mình cắt ra nha mọi người. Thường thì ở ngoài mình như thế này nè, bạn nào mà ăn đậm đà hơn á thì mình lại trộn tiếp một cái hỗn hợp như nãy mình nói á, rồi mắm ruốc nè, tương ớt nè, sa tế, mắm me nè, để làm nước chấm nha mọi người. Thì ở ngoài mình á ăn vậy á. Ngon lắm mọi người, rất là ngon lắm. Chút vị không chua của me nè, của mắm me nè, vị mắm ruốc mắm tương sẽ tới trộn lại nó tạo thành một cái hỗn hợp hoàn hảo, tạo một chiếc bánh chén hoàn hảo luôn mọi người. Chiên rau ăn không có bị cá bún. Nhưng mà cái này mọi người á, ăn cái gì nữa ăn thôi, ăn gì cũng không nha. Có gì đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người pha mắm nha mọi người. Thì cái hỗn hợp mà mình nói khi nãy, bữa nay mình gọi là mắm chấm nước yến thì giờ đó, thủ phạm, không thủ phạm đi chơi rồi. Là một trong số các đứa con của mình á, nó đã làm bể hết đồ của mình rồi mọi người. Mình hôm đó mình khá là buồn luôn á. Bao nhiêu mấy cái đồ nhỏ 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 như thế này nè, mấy cái chén nhỏ nhỏ dễ thương như thế này nghĩa là bể kinh. Nó nhảy lên một phát một. Nói ra thì ai cũng kêu là do mình bất cẩn. Sao mà kêu tự kiềm niệm bản thân. Không có lửa làm sao có khói. Xong bây giờ mình sẽ bỏ một ít xanh lá vào. Tất nhiên mình với tay á dặn rồi. Rồi xong. Và thêm một ít mắm me, mình sẽ lấy thêm một cái muỗng nữa nha. Muỗng mắm me đây. Thêm một ít mắm me. Trời ơi, thứ này thì nhìn màu xong mình sẽ đánh lên đều lên mình. Đây sẽ là một cái hỗn hợp rất là tuyệt vời, giống như mình chấm bánh tráng á mọi người. Đây, mình chấm bánh tráng này. Thì khi nãy là mình chỉ nướng một cái bánh tráng thôi, nhưng mà mình mới vừa phát hiện ra một cái cách nữa là mình sẽ dán hai cái bánh tráng lại nhau như mình nói á. Mình dán hai cái lại thì nó sẽ tạo ra một cái bánh tráng dày hơn, và mình nướng thì nó sẽ có khả năng giòn hơn mọi người. Thì mọi người có thể thấy nó giòn và nó xèo lên này, thấy không? Nãy mình nướng thì nó không có cảm giác xèo lên nhiều luôn á. Để mình khửi thêm lên một chút xíu nữa. Rồi xong. Giờ là sẽ nướng một chè. Nhìn thấy không? Thấy nó xèo 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 lên, nó giòn lên được không này em? Trời, nghe cái tiếng của nó. Trời, cái cảm giác ghê á. Thịt này không đi ra đường, không đi được ra đường, không có ai bán buôn cho ăn thì mình tự mày ăn thôi. Cái gì vậy? Cái gì dễ làm lắm luôn á. Rồi xong, bây giờ mình sẽ làm thêm một cái kiểu nữa, đó là mình cuốn là có thể là nó sẽ fail á, tại bởi vì nó dày quá cho nên là mình quyết định mình sẽ ép nó lại. Mọi người cần có một đôi đũa dài để dễ nha mọi người, dễ cho cái công cuộc bánh chén nướng mọi người nha.
2 mà mình thấy này giòn 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 nhanh thiệt là nhanh. Trời, bánh chén này ngon lắm luôn á mọi người, trong dai ngoài giòn. Thấy không? Ở ngoài nó giòn thấy không? Ở trong nó giòn ra. Chưa gì hết mà mình thấy đó. Rồi xong thì bỏ lên đây. Còn trứng bây giờ thì mình xào qua xào lại, trứng này đã được ăn được rồi. Trứng cút mình ăn và mềm trứng tới thôi. Này bỏ vô. Lấy vô đây. Trời ơi, trong cái lúc mọi người nấu á, mọi người có thể lèn một hai củ khoai lang ở dưới á, xong cái trong lúc nướng xong á chùi cho ta nói ăn mà nó đẻ. Rồi xong thì bây giờ mình sẽ kết hợp mắm và bánh chén nha. Thì để cái đồ đũa này, xong bây giờ mình cắt bánh chén. Ở ngoài mình á, lần đi ăn á là có nguyên đám thì một đứa cắt, cái đứa cắt luôn là cái đứa thiệt thòi nhất, tại vì cắt ra là mấy đứa kia lụm hết này ăn tiêu. Mà lần ăn bánh chén mọi người là nó đông lắm, mọi người phải đợi tới lượt cô ấy bánh chén mới nướng cho mọi người ăn này. Cho nên là đứa cắt á là cái đứa chịu hy sinh mà khổ. Riêng mình á thì mình cắt xong mình chừa lại miếng bự bự cho mình, xong mình kẹt luôn. Bỏ sợ của mình. Đây, mình sẽ chấm. Mình có thể tự tin là sau dịch mình có thể mở một hàng bánh chén rồi, mọi người có thể đến ủng hộ nha. Mình dự định là mình sẽ khởi nghiệp sau dịch có một cái quầy bánh chén. Tọa lạc thì gần 381 Thống Nhất Gò Vấp phường 11 nha. Mọi người có thể đến và ủng hộ mình. Bánh chén như này thì mình bán chỉ dự định là 6.000 cái thôi, chỉ với 6.000 một cái thôi. Mọi người có thể ăn 10 cái nhưng mà có 60.000 thôi. Trời ơi, kèm thêm nem chua nè. Nem chua mà mình đặc biệt rất là ngon luôn. Chả lụa nướng những này, chấm mấy cái này, rồi thêm trứng cút. Mọi người có thể đến và ủng hộ mình nha. Tọa lạc gần với 381 Thống Nhất Gò Vấp, mình sẽ cập nhật địa chỉ chi tiết khi mà mình khởi nghiệp cái quầy bánh chén nướng này. Thì khởi nghiệp thì mình chắc là mình sẽ bán mang đi thôi, chứ mình không có ngồi lại ăn như thế này. Nhưng mà mình sẽ cố gắng phục vụ mọi người một cách gọi là đầy đủ và cái trải nghiệm nó tuyệt vời nhất nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video từ hồi nãy đến giờ. Và nhớ là subscribe kênh nha. Đi bộ mong nha. Bấm cái chuông vô. Theo dõi những cái video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nhiều món ngon hơn. Và có nhiều trải nghiệm thú vị hơn trong những video sắp tới. Nha, vậy nha. Bye bye.